Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Chiều ngày 15 tháng 7, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết Bộ Chính trị phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Ông Võ Văn Thưởng được chỉ định là người thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động phân công ông Trần Sỹ Thanh giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng, đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa. Lần này ông Trần Sỹ Thanh về ngồi ngay chiếc ghế nóng mà ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh để lại. Có mặt tại buổi trao quyền cho ông Trần Sỹ Thanh, có mặt ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Dũng đang là nhân vật rất có thể bị cho lên thớt trong thời gian tới. Ông Trần Sỹ Thanh, 51 tuổi, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính, kế toán, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, khóa 11 dự khuyết, 12, 13. Ông Thanh từng giữ chức Phó Vụ trưởng Kế hoạch Tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính. Từ năm 2008, ông Thanh bắt đầu được luân chuyển về địa phương, về sau giữ các nhiệm vụ như Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ cuối năm 2017, ông giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tháng 8 năm 2020, ông được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4 năm 2021 đến nay, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thành ủy Hà Nội hiện có 3 phó bí thư gồm bà Nguyễn Thị Tuyến, 51 tuổi, ông Nguyễn Văn Phong, 54 tuổi và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 56 tuổi. Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Đinh Tiến Dũng, 61 tuổi. Ông Dũng cũng có thời gian đảm nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 5 năm 2023. Như vậy là cháu của ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang tiến rất gần đến chiếc ghế có thể làm bàn đạp vào Bộ Chính trị. Đây được xem là bước tiến quan trọng của thế lực ông Nguyễn Sinh Hùng mà người ta tưởng rằng đã lụi tàn từ lâu. Từ năm 2011, ông Nguyễn Sinh Hùng bị đưa vào ghế Chủ tịch Quốc hội xem như là một thất bại vì ông Hùng khi đó muốn thay Lê Thanh Hải làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí ngon ăn hơn nhiều vị trí Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Lê Thanh Hải quá mạnh nên ông Nguyễn Sinh Hùng đã về Hà Nội nhận giải an ủi là ghế Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền. Ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng xem như giảm quyền lực và đến năm 2016, ông Hùng mất quyền lực hoàn toàn. Ông Nguyễn Sinh Hùng có nâng đỡ ông Vương Đình Huệ từ nhiều năm trước, tuy nhiên ông Huệ không phải là người trong dòng họ của ông Nguyễn Sinh Hùng. Chỉ có Trần Sỹ Thanh là cháu ông mới là thế lực thuộc nhóm lợi ích gia đình. Nhìn bề ngoài, chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội thì trông có vẻ triển vọng. Tuy nhiên từ nhiều năm nay, chiếc ghế số 2 thành phố Hà Nội được xem là chiếc ghế hung hiểm. Ông Nguyễn Thế Thảo hiện nay là về hưu đã nhiều năm, nhưng xem ra ông đang không yên, có thể bị kỷ luật hoặc khởi tố. Ông Nguyễn Đức Chung thì đã vào tù và cả người tiền nhiệm của ông Trần Sỹ Thanh là Chu Ngọc Anh cũng đang ngồi tù nốt. Việc ngồi vào ghế Chủ tịch Hà Nội rồi lụi tàn sự nghiệp là một vết xe đổ. Không biết đây là phúc hay họa của ông Trần Sỹ Thanh. Chờ thời gian vài năm nữa thì sẽ rõ. Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước, vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam điều động phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 đến 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Một số tờ báo ở Việt Nam chỉ ra rằng ông đã trải qua 11 chức vụ trong vòng 16 năm, không ở vị trí nào hết nhiệm kỳ. Theo nhà báo Lê Quỳnh của BBC, người quan tâm vấn đề nhân sự và thể chế, các quy định về quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong Đảng Cộng sản có thể giúp giải thích phần nào vì sao ông Trần Sỹ Thanh đã trải qua nhiều vị trí trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Từ năm 1991 tới tháng 8 năm 2008, ông Trần Sỹ Thanh, người sinh năm 1971, công tác liên tục ở kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính. Sự nghiệp chính trị của ông sang ngã rẽ mới khi ông trải qua gần 3 năm ở tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 9 năm 2008 tới tháng 4 năm 2011, chức vụ sau cùng của ông tại Đắk Lắk là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong 6 tháng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản đầu năm 2011, ở tuổi 40, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Trong giai đoạn này, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang áp dụng nghị quyết số 11 NQ/TW ngày 25 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý và nghị quyết số 42 NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Nghị quyết 11 năm 2002 do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ký nêu rõ các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ theo hướng ở Trung ương lựa chọn một số vụ trưởng ở các bộ ban ngành tuổi từ 35 đến 45 về công tác ở Ủy ban Nhân dân các sở ngành của tỉnh hoặc về công tác tại các quận, huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều động một số cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, quân đội và công an từ Trung ương và các địa phương để tăng cường cho các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Bắc. Giai đoạn năm 2006 đến năm 2008, ông Trần Sỹ Thanh là Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, tương đương cấp Phó Tổng Cục trưởng. Việc điều động ông Thanh về Đắk Lắk từ năm 2008 tới năm 2011 tương ứng với tinh thần của Nghị quyết 11 năm 2002. Sau đó, ông Thanh có 1 năm là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hà Nội từ tháng 5 năm 2011 tới tháng 5 năm 2012. Điều này lại tương ứng với yêu cầu trong Nghị quyết 11 năm 2002, điều động một số đồng chí bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và một số đồng chí lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tỉnh, thành phố có năng lực về giữ chức vụ mới ở các cơ quan trung ương. Đồng thời phải lưu ý văn bản số 312 TB/TW ngày 9 tháng 3 năm 2010 thông báo kết luận của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp. Văn bản này nói, ở cấp trung ương đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương luân chuyển một số đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đối với nữ sang công tác tại một số ban, bộ, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể ở trung ương địa phương. Đối với các bộ, ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luân chuyển một số đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở các ngành, các cấp từ lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đối với nữ sang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thời gian luân chuyển từ 2 đến 5 năm, khoảng 3 năm. Dường như văn bản số 312 TB/TW giúp giải thích vì sao ông Trần Sỹ Thanh được đưa từ tỉnh Đắk Lắk về Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như sau đó đi nơi khác. Ngày 4 tháng 6 năm 2012, Bộ Chính trị quyết định ông Nông Quốc Tuấn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chuyển công tác về Ủy ban Dân tộc và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh, lúc này 41 tuổi, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Điều này cũng có thể thấy được thể hiện qua Nghị quyết 11, theo đó thời gian luân chuyển nói chung từ 3 năm trở lên. Ngày 5 tháng 6 năm 2012, Bộ Chính trị ra kết luận số 24 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Văn bản này có đoạn kết quả luân chuyển, một số chức danh cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện đạt kết quả tốt. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn. Tháng 2 năm 2015, ông Trần Sỹ Thanh quay trở lại Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho tới tháng 10 năm 2015. Ông Thanh được Bộ Chính trị chỉ định chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ tháng 10 năm 2015, ngay trước khi Đại hội Đảng 12 khai mạc vào đầu năm 2016. Đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2015, toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bổ nhiệm nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Lúc đó ông Thanh là một trong hai trường hợp được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Người thứ hai là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thể được đưa về giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội 12 đầu năm 2016 và là Đại hội Quốc hội khóa 14 tháng 7 năm 2016. Từ tháng 7 năm 2016 tới tháng 12 năm 2017, ông Thanh là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tới lúc này, ông Trần Sỹ Thanh đã luân chuyển làm lãnh đạo của ba tỉnh Đắk Lắk, Bắc Giang, Lạng Sơn. Ngày 7 tháng 10 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký quy định mới về luân chuyển cán bộ. Ngày 24 tháng 12 năm 2017, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động từ Lạng Sơn về làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang gặp khủng hoảng. Trước đó, ngày 8 tháng 12 năm 2017, ông Đinh La Thăng bị bắt tạm giam vì liên quan đến việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN góp vốn 800 tỷ vào Ngân hàng Cổ phần Đại Dương Oceanbank và mất trắng số tiền này. Ông Nguyễn Quốc Khánh, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, bị khởi tố và bắt giam cùng ngày với ông Đinh La Thăng. Ngày 8 tháng 12, ngày 20 tháng 12 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhìn trong bối cảnh khủng hoảng của tập đoàn, việc Đảng đưa ông Trần Sỹ Thanh về làm Chủ tịch PVN, vừa kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương là một cách tăng vị thế chính trị của ông Thanh tại PVN khi đó. Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu tập đoàn đạt 736.200 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch và tăng 17%. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43.800 tỷ, vượt 40% kế hoạch và giảm 23% cùng kỳ. Đến hết tháng 5 năm 2020, PVN báo cáo toàn tập đoàn đã tiết giảm chi phí trên 8.700 tỷ, đem về lợi nhuận sau thuế hợp nhất 7.100 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm. Từ ngày 24 tháng 8 năm 2020, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động phân công đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Lưu ý, điều động khác với luân chuyển, vì điều động cán bộ là việc phân công bố trí, chuyển đổi vị trí công tác có thời hạn hoặc không xác định thời gian đối với cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tháng 1 năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, Quốc hội biểu quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị điều động phân công ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định điều nhân sự của Bộ Chính trị được đưa ra sau 38 ngày của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị khởi tố, bắt giam. Phần nào đó, việc ông Trần Sỹ Thanh được điều động về Hà Nội gợi nhắc khi ông được đưa về làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cả hai nơi này đều gặp khủng hoảng và dường như Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ kỳ vọng ông Trần Sỹ Thanh sẽ góp phần đem lại ổn định cho thành phố Hà Nội như những gì ông từng làm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bản tin của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.